Mình thấy chỗ này có nhiều cá chưa này. Ui, chỗ vùng nước này có cá kìa. Ui, nó dễ khỏe quá các bạn ơi. Cái vật đấy nhá, mình sẽ vật nó nào. Ui, ui nào. Wow. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Ui, này. Ui, nó vào vật rồi này các bạn ơi. Mình sẽ rửa sạch sạch đi. Wow, sạch rồi. Wow các bạn ơi. Oh my god. Một chú cá. Ui, chú cá ở trong cái chai này đẹp quá các bạn ạ. Đấy, cả một chú cá cà bé ở dưới nữa đấy các bạn ạ. Ui, vậy là được hai con cá rồi. Ui, cua ơi, ở đây chăn bò nhá. Mà như mình thấy đằng xa xa cái bạn Kem bạn ấy đang làm gì ấy. Để mình đi đây. Ui, ra được con nữa rồi. Ui, con này hình như to hơn ấy. Ui, wow. Bạn vớt cái gì đấy? Đây này, mình lại vớt được con cá nữa rồi này. Vậy là được ba con đấy bạn ạ. Đây, mình bỏ vào trong cái chai này để về mình làm cảnh đấy. Wow. Ui, trong đỏ nhờ. Ui, đấy, đẹp lắm. Ba con rồi. Mình ra mình hỏi bạn xem là có thấy cái con này không. Mình bị lạc nó mất rồi. Ui, một con bò à? Ừ. Không, con này con nghé đấy. Kìa, mình thấy có một con này kìa. Đâu? Đây này. Đâu? Đây, nó đang ăn quả đây này. Ui, con này con bò, không phải. Mình đang đi tìm con nghé cơ. Đây, đây xem ảnh giống con gì. Khác nhau đấy. Đâu? Đây, còn con nghé mà. Ừ nha. Còn đây thì con bò. Đây là chú bò à? Thế thì có khi là con gì nó có ăn mất không hay là nó đuổi đi đâu mất rồi. Đây, mình chúng thấy mình tìm tiếp đây. Ui, thằng này con gì đây này? Ui, có hai con gì đây? Wow, mình đang đi bắt cá mà. Này có cá to xưa này. Ui, mấy con này nó lên đây hẳn trên bờ ấy nhờ. Có một con tôm nữa này. Ui, một con tôm, một con cá là nè. Thôi mình để đây để mình đi tìm con nghé đây. Đi, chúng mình đi tìm con nghé cho bạn đi. Ui, con tôm các bạn đâu? Có một con cua này. Con bò đâu nhỉ? Ui, hình như là con quỷ đấu la nó ăn con bò của bạn rồi. Con cua đang đuổi theo cái kia. Ừ, đuổi theo nó xem nào. Ui, nhanh lên. Ui, Kem ơi, con cua của mình đây rồi. Nó đang đuổi cái con loa nó ăn cái con bò của mình này. Ui, cua ơi, con đấy nguy hiểm lắm đấy. Nó là quái vật đấy. Quay lại đây đi nhanh lên. Ui, mẹ nó bơi. Ui, nó đuổi theo kìa. Nó biến thành màu đỏ rồi. Ui, tớ sợ quá. Cái con cua đâu mất rồi ý bạn ơi. Mình xem nào. Wow, Kem ơi, đằng này có con ốc sên nó đang chở cái súng này. Wow, ốc sên mà chở súng á? Ờ đấy, nhưng thấy mình... trông buồn cười nhờ. Ờ lạ nhờ, chắc lần đầu tiên mình thấy nó này có cái con ốc sên mà có được cái súng to nhờ. Ui, mình có cái đây rồi mình úp nó nhá. Ờ. Nào, ui. Ui, cái súng to lắm nhưng mà hình như vừa rồi ý. Đấy này, tớ thấy có cái màu gì như kiểu màu cam ở trong ý. Anh này con quái vật gì ở trong này đây? Nhưng mà vừa lấy cái con ốc sên lạ nhờ. Ừ. Nào, cùng mở xem nào. Ui. Wow, một cái súng to chưa? Ui, có cả ống lòm này. Wow, hiện đại nhờ. Ui, có cả ấn nòng này. Ui, con ốc sên đâu? Ừ nhờ, con ốc sên đâu? Đây, đây chắc nó chùi lỗ này, sao có không? Tìm xem có không? Không có bạn ạ. Ui, thế này nó biến đi đâu rồi? Biến đi đâu rồi? Tìm trong này xem nào. Bạn thì tìm nó có không? Ui, đây, đây, đây. Đâu, đây, đây, nó chui vào cái này. Ui, nó trốn ở trong cái lòng súng quá. Nào, đổ xem nào. Đây. Ui, ốc sên ma quái này. Ui, con ốc sên này mắt lại trắng nhờ. Ừ. Ơi, răng này răng đỏ, răng trắng cơ. Ui, con này nó ăn linh tinh nên này răng đỏ, răng trắng. Ui, có cả hai viên đạn sót này. Đi, mình lấy cái súng của mình tiêu diệt cái con loa loa để mình lấy lại con cua nhá. Bạn giơ lên mình bắn thử xem có dùng được không nào. Nào, 1, 2. Ui, bắn xa lắm. Này, đạn sót để bắn được đấy. Ui. Đây rồi, mình tìm cái con quỷ đầu loa với con cua rồi. Cảm ơn, nhanh lên. Đứng dậy nó phát hiện đấy, nhưng mà nó đang định ăn con cóc ở đằng trước kìa. Thôi, nó cắp một con cóc đến thành màu đỏ rồi. Ui, nó chạy rồi. Ui, chỗ này rất nhiều vết chân của con bò kìa. Ừ, con bò đây này, cái vết chân của nó này. Có khi bò của nhà bạn đấy. Đây, mình tìm ra đằng này xem có thấy nó không nào. Wow, có cái hộp gì đấy? Có cái hộp gì đấy nhở? Ui, cũng màu đỏ đây bạn ơi. Lạ chưa? Mình bắt con xem nhá. Như kiểu cái xô nước ấy nhở. Ui, hộp kẹo hình xô nước bạn ạ. Nào, có cả cái thìa trên này là khả năng là ăn được đấy. Ui, toàn kẹo sô-cô-la thôi này. Wow, đây là cái thìa để ăn đấy. Thế sao lại để ở đây nhở? Hay là cái này của quỷ đố me. Để nó dụ cái con gì đấy. À đây. Đây, mình xem nào. Ui, chết rồi, nó có màu đỏ đấy khả năng. Nó dụ để nó lớn. Ui, đây này. Ui, con gì đấy? Con cóc này. Nhưng mà không phải cái con cóc vừa nãy. Ơ nhầy, con này nó chưa màu đỏ. Chết rồi đấy, nó dụ lên để nó ăn để nó biến thành màu đỏ đấy bạn ạ. Ui, nhìn này, con này là không phải màu đỏ đâu, để mình bắt nó lên. Nó lên rồi, này. Ui, nó nhảy lên kìa. Con này con sắp bình thường nhờ. Ừ. Để nó đi, nó ăn con kia, con sâu, con bọ.
Đấy, không phải con màu đỏ đi, tìm tiếp đi. Ui, đằng này có con gì này? Ui, đây rồi. Con khác màu đỏ này bạn ông ơi. Đấy, nó đi con quỷ đầu đầu cua nó biến thành đấy nhờ. Ui thôi con cóc này, nhưng mà màu đỏ rồi nó vẫn đi được, nó đi được đấy, nó vẫn đi kiếm ăn đấy nhờ. Mình kệ thôi. Nào xem ở trong hang còn con nào không nào. Ui có con gì đấy? Ui cua đây. Đâu để tớ đào cho xem nào. Ui nhiều cua chưa này. Wow, con cua to chưa? Ui một chú này, hai này. Wow, rất nhiều cua này bạn ơi. Mấy con cua liền cua này trốn sâu quá nên chưa bị biến thành màu đỏ. Con cua đỏ kia đâu? Chưa, không thấy đâu. Đi mình xem nó đang ở đâu. Ui Kem ơi, con quỷ đầu cua này. Hình như nó ăn no rồi sao ấy, nó đang đi nướng thức ở đây này. Đây, tớ mang cái súng ra. Wow, nó hình như là nó đang định đi ăn con nào trước đấy bạn nè. Nào để tớ bắn nó nhá. Bạn bắn vào chân đấy. Bắn vào chân nhá. Boom. Ui, nổ rồi nhưng mà sao nó vẫn đi được? Chết rồi, thế mình bắn lên người nó nào. Boom. Ui vẫn không ăn thua rồi. Bạn bắn vào con cua nào. Để mình lại con rất nào. Hình như là con quỷ đầu loa biến hình ấy. Ui con loa loa này. Đúng rồi, hai cái loa của nó đây này. Thế con cua của mình đâu ấy nhỉ? Lạ nhờ. Ui, này toàn răng thôi. Thấy không? Nhưng mà con cua đâu? Đằng này cũng vậy này, toàn răng này. Ui, đây là đúng là quỷ đầu loa biến hình rồi. Nhưng mà con cua đâu? Hay là nó lút ở trong cái hàm răng này của nó? Đây mình thử cậy ra chúng xem nào. Chúng mình cậy ra đi. Ui đây này. Ui này cái loa của nó có thể lôi ra dài nhờ. Bảo sao nó phát ra tiếng kêu to lắm bạn ạ. Ui nó lại không muốn ra à? Con này chân nó dài vậy đấy. Nên đây. Là nó đi nó lằng ngoằng ấy. Còn cua trông bò không trông cứ chạy đi linh tinh ấy nhờ. Ui mình thấy loa nó kêu to lắm bạn ơi. Ui nhờ. Ui này nó lại dài ra để nó kêu to đấy. Wow. Này để xem có con cua ở trong không. Nhìn xem có không. Có không. Ui cũng có một con này. Ui dài. Thì ra là nó cho hết cua vào trong cái đầu loa để nó biến thành quỷ đầu cua đấy. Này, hai con. Đấy này, hai con cùng trốn đây này. Ui, hai con cùng xuống này luôn. Đấy, bạn là dạy nó kiểu gì đấy. Lười thế nhỉ. Đây, mình sẽ bắt nó về để cho nó đi chăn bò nhá. Đi, chúng mình cho nó về thôi. Ui, tiêu diệt được quỷ đầu loa rồi mà. Vẫn thấy chỉ có vết chăn bò thôi mà chưa thấy đèn bò của bạn đâu ấy nhỉ. Ui, đây này, cái gì đây? Eo wow. Ơi, một đèn nó xem ma quái này. Hẳn bốn con liền. Nó đang vây quanh một con cua khổng lồ. Bốn màu, bốn con khác nhau. Eo ơi, những con này đặc trưng là những cái răng của nó sắc nhờ. Chứ ông xem bình thường làm gì có răng. Để tôi bắn con màu cam trước nhá. Bạn bắn đi. Boom. Ui, cái súng của bạn kiểu gì mà nó ra. Cái đạn này thì bắn làm sao được. Bạn bắn lại đi. Để mình bắn lại nhá. Chắc bạn không biết bắn rồi, để mình bắn cho nhá. Đấy, bạn bắn đi xem nào. Ấy. Ui, một con rồi. Để bắn con màu hồng đi. Ui, nát đùng nó rồi kìa. Wow, vậy mình bắn được hai con rồi đấy. Còn hai con ở dưới mình bắt về nhá. Đấy, bắt nó về đi thôi bạn ạ. Nào, ui, con cua đâu? Cua nó sợ quá, nó nằm im dưới này. Đây, cua đi về đây. Đi về đi cua ơi. Cua nó đang đi về rồi bạn ơi. Ui, nó đang đi về đấy. Ui, đây nhá, thấy con ba của bạn rồi này. Ui, thế là đủ 1, 2, 3, 4 con. Đấy, bây giờ bạn cho nó về chuồng đi. Đây, thì mình cho nó về chuồng nhá.